Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về mì tôm. Đây chắc hẳn là món ăn quốc dân ai cũng biết. Từ sinh viên hết tiền, dân văn phòng bận rộn, đến đêm khuya bụng đói đều lấy mì tôm ra cứu đói. Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ, ăn mì tôm hàng ngày thì sẽ ra sao? Nghe qua thì tưởng vô hại, nhưng sự thật đằng sau khiến nhiều người phải giật mình. Nào chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nhé! Mì tôm tiện lợi, rẻ tiền và dễ nấu. Chỉ 3-5 ngàn đồng là đã có một bữa ăn no. Tuy nhiên, giá rẻ đó đổi lại là những nguy cơ lớn cho sức khỏe mà ít ai nghĩ tới. Mình nhớ hồi sinh viên, có lần ông anh cùng phòng trọ của mình cứ đến cuối tháng hết tiền là phải ăn mì tôm cầm hơi. Sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, đến nỗi một tháng hết gần 100 gói mì tôm. Mà đừng nghĩ chỉ có sinh viên nghèo, dân văn phòng cũng nhiều người ăn mì thay cơm để tiết kiệm thời gian. Nghe anh hàng xóm mình kể lại, công ty anh ấy có một ông anh mê mì gói, tuần ăn hết 10 mấy gói là chuyện bình thường. Ăn liên tục rồi bữa bị đau dạ dày, phải đi bệnh viện truyền nước. Thế mới thấy, mì tôm không đùa được đâu. Có chị cùng xóm mình, mỗi sáng ăn một gói mì tôm rồi đi làm cho tiện, chưa thì cơm hộp, chiều lại mì gói. Ăn liên tục rồi chị tăng 5 cân trong vòng 2 tháng. Tưởng chuyện vui vì lên cân, nhưng khổ nỗi lên cân, mà người mệt mỏi, mặt nổi mụn tùm lum. Đi khám thì bác sĩ bảo, chị bị thiếu máu, thiếu sắt, thiếu canxi, kiểu thiếu đủ thứ, mà chỉ dư muối với chất béo. Bác sĩ còn bảo, lượng muối trong người chị cao quá mức cho phép và bảo dừng ngay mì tôm kẻo hối không kịp. Có thể các bạn chưa biết, trung bình một gói mì tôm có 1.600 đến 2.000mg muối. Theo WHO khuyên, mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 2.000mg muối. Vậy mà một gói đã cung cấp hết đủ lượng muối cho cả ngày rồi. Ăn nhiều muối vào người thì dễ gây cao huyết áp, mắc các bệnh tim mạch, không khéo đi sớm gặp ông bà tổ tiên, chưa kể còn làm thận phải làm việc quá tải. Một nghiên cứu tại Nhật Bản chỉ ra, tiêu thụ trên 4.000mg muối mỗi ngày có thể tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ lên 22%. Nghe qua thì tưởng giá một gói mì rẻ, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Mì tôm có một thứ cực kỳ đáng sợ, đó là chất béo chuyển hóa. Bạn biết sao không? Chất này là kẻ giết người thầm lặng. Trong quá trình sản xuất, mì tôm đã được chiên đi chiên lại trong dầu nóng. Lúc này chất béo tích tụ, ăn vào là dính nguy cơ tăng cholesterol xấu, dẫn tới tim mạch, đột quỵ, thậm chí ung thư. Có một câu chuyện vui mà buồn. Có anh bạn đồng nghiệp của mình mê mì tôm kinh khủng. Hôm nào cũng làm 2 gói, có bữa còn thêm trứng và xúc xích. Ăn chừng 3 tháng, bụng anh ta to phệ ra, mặt đổi mụn và hay bị đau đầu chóng mặt. Đi khám mới biết cholesterol tăng cao quá, bác sĩ bảo phải ăn kiêng gấp. Tưởng ăn mì cho sướng, ai ngờ rước bệnh vào người. Theo một nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, những người ăn mì tôm thường xuyên có nguy cơ béo phì cao hơn 68% so với người ăn ít hơn. Mì tôm có thể làm no cái bụng nhưng không no được thân. Mì tôm chủ yếu chứa tinh bột và chất béo, nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng các vitamin và khoáng chất cần thiết. Ví dụ, một gói mì tôm chỉ cung cấp khoảng 6 gram protein, trong khi nhu cầu protein hàng ngày của người trưởng thành là khoảng 50 gram. Hơn nữa, mì tôm gần như không có chất xơ, trong khi nhu cầu chất xơ khuyến nghị là 25-30 gram mỗi ngày. Các bạn cứ tưởng tượng mỗi ngày ăn mì tôm là như ăn bánh phồng tôm, ăn vào no bụng nhưng ruột gan trống rỗng. Có ông chú mình hay đùa bảo, ăn mì tôm mà khỏe thì chắc toàn siêu nhân mất. Thiếu vitamin A, da rẻ sẽ khô khốc, mắt thì mờ, nhìn đâu cũng thấy hoa lá cành. Thiếu vitamin B, làm người ta mệt mỏi, uể oải, chả buồn làm gì, cứ thấy đời xám xịt. Có lần bác tổ trưởng khu phố mình kể về đứa cháu cứ ăn mì thay cơm, dần dần xanh xao, sức học kém hẳn, đi khám thì thiếu máu trầm trọng. Bác sĩ bảo thiếu sắt, thiếu canxi, thiếu đủ thứ, thế là cháu nó lại phải bồi bổ lại cả tháng trời. Đó là lời cảnh tỉnh cho các bố mẹ đừng lạm dụng mì tôm. Ngoài ra, mì tôm chứa đủ các loại chất bảo quản và chất phụ gia không tốt cho hệ tiêu hóa. Ai ăn mì tôm lâu dài sẽ không lạ gì cảm giác khó tiêu, đầy bụng, táo bón hay tiêu chảy. Nhớ có lần bác bảo vệ công ty mình kể, có hôm ăn mì liền 3 bữa, xong đi làm bụng cứ y ạch, tối về phải xin nghỉ vì đau bụng không chịu nổi. Có thể bạn chưa biết, chất bảo quản TBHQ có trong mì tôm giúp mì lâu hỏng. Tuy nằm trong mức an toàn khi sử dụng ít, nhưng nếu tiêu thụ nhiều và thường xuyên, TBHQ có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, nghe đâu nó còn bị đồn có thể gây ung thư nếu ăn nhiều. Có nghiên cứu chỉ ra, những người ăn mì tôm từ 2 đến 3 lần mỗi tuần có nguy cơ béo phì cao hơn 68% so với những ai ăn ít hơn. Vậy nên các bạn đừng thấy mì rẻ mà ăn thả ga, ăn xong tăng cân thì tiền thuốc thang còn nhiều hơn tiền tiết kiệm được từ mì đấy.
Mì tôm tưởng là thực phẩm tốt, nhưng thực ra lại âm thầm rút cạn sức khỏe bạn từng ngày. Thế nên, đừng để một phút tiện lợi làm hỏng cả đời nhé. Thỉnh thoảng đổi món mới cho phong phú, chứ đừng để mì tôm biến bạn thành huyền thoại. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thú vị nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!